Thật ra thì buôn bán và làm quan khác ngành nhưng giống nhau. Những lời nói chân thật không qua Mỹ, những lời nói qua Mỹ không chân thật. Đối xử chân thành mới là cơ bản. Người có phẩm đức cao thượng không cần phải ăn nói qua Mỹ, chỉ cần cố hết sức mình giúp đỡ cho tất cả mọi người. Như vậy là đã đủ khiến cho bản thân vui vẻ và mãn nguyện. Hôm nay, cái người bán đồ giả kia đã gạt nhiều người. Mặc dù có thể đạt được lợi ích nhất thời, nhưng mà cuối cùng sẽ mất đi chữ tín, sớm muộn sẽ gặp quả báo.